Xin chào mọi người nha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đấu dây cho cái bộ điều tóc. Cái bộ điều tóc này là điều tóc đa năng 350W nha. Bộ tóc này cho xe đạp mà gắn máy Nhật á nha. Thì cách đấu như thế nào? Thì ở đây khi mà mọi người mua cái bộ mà cái motor á, thì họ kèm theo một cái bộ dây nè. Bộ dây nó có cái màu nè. Thì cái cách đấu dây như thế nào? Ở đây á, là mình trước tiên á, là tôi chỉ cái cách mình đấu dây cho cái motor trước nha. Mình đấu dây motor trước thì dây motor nó có những cái dây như sau. Nhất á, là nó có ba cái cọng dây lớn nè. Ba cái cọng dây lớn nó sẽ có ba cái màu là màu trắng nè, màu xám nè, màu nâu nè. Và cái năm cọng dây điều khiển nha. Năm cọng dây điều khiển. Đó. Thì cái màu tương ứng của nó ở đây á, mình có màu trắng, màu xám, màu nâu ha. Thì tương ứng là ở bên điều khiển nó cũng có màu trắng nè, màu xám nè và màu nâu nè. Màu xám, màu nâu, màu trắng nè, và một cộng màu cam và cộng màu đen. Thì ở trên bộ điều tóc họ ra là họ sẽ ra cũng có ba cái dây lớn nè ha. Mình có ba dây lớn là dây màu xanh nè, màu xanh nữa nè, và màu vàng nè ha. Màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu vàng ha. Thì tương tự vậy, mọi người muốn đấu vô màu nào cũng được. Giả dụ ở đây tôi đang đấu màu xám, mình đấu vô màu xanh nè, màu xanh xanh dương nè. Màu trắng mình đấu vô màu vàng nè ha. Còn màu xám mình đấu vô màu xanh nè. Mình đấu vào màu xanh nè. Thì tương tự vậy á, ở bên cái dây tín hiệu á, mình cũng đấu tương tự là màu trắng mình cũng đấu vào màu vàng, giống vậy nha. Đây nè, màu trắng đấu vào màu vàng ha. Màu xám mình đấu màu xanh ha. Màu xám đấu màu xanh, và bên cái phía động lực cũng màu xám đấu màu xanh. Đây, màu nâu đấu vô màu xanh. Đây, ở đây màu xanh dương, ở đây màu xanh lá cây, ở đây màu dương nha. Màu nâu đấu vô màu xanh dương. Thì ở bên cái dây điều khiển, đây dây điều khiển nhỏ nè, cũng là màu nâu đấu vô màu xanh dương ha. Thì nó sẽ giống nhau tất cả các màu ha. Còn lại thì mình còn cái màu cam nè, thì mình sẽ đấu vào màu đỏ nha. Màu đen thì đấu màu đen thôi. Màu đen thì đấu vào dây màu đen thôi. Thì khi mà các bạn đấu mà y chang giống vậy á, thì khi mà mình cấp nguồn vào á, mình không cần phải xét lại cái vòng tới hoặc lui của cái bộ điều tóc nha. Nếu mà đấu giống vậy, mà đấu y chang vậy. Còn nếu mà trong trường hợp mà bạn đấu khác lại á, thì lúc mà bạn cho cấp điện vào cái điều tóc á, thì motor nó sẽ quay ngược. Thì đó là mình sẽ setting bằng cách là mình sẽ dùng hai cái cọng dây trắng này trên bộ đồ tóc, mình sẽ cắm lại, mình tắt điện đồ tóc ha, mình cắm lại, sau đó mình mở điện lên, mình rút ra. Thì lúc đó là mình sẽ set được cái bộ đồ tóc quay theo chiều tới ha. Rồi ngoài ra thì trên cái bộ đồ tóc này nó còn những cái cặp dây nào? Ở đây nè, giới thiệu mọi người, ở đây á là nó ra một cọng dây đỏ, một cọng dây đen và một cọng dây đỏ nhỏ. Nha. Thì cái dây đỏ và dây đen này á, mình cũng cấp nguồn 24V vào bình thường. Còn cái dây đỏ nhỏ này nè là cái dây mình sẽ lên cái đồng hồ, mình sẽ lên cái đầu đèn á nha. Mình sẽ lên đầu đèn để mình cấp nguồn cho cái bộ điều tóc này ha. Mình cấp nguồn cho bộ tóc này, mình tắt mở cái bằng cái dây đỏ này. Rồi ngoài ra thì bộ điều tóc nó còn có những cái dây gì? Nó còn đây, ở phía đây. Ở đây thì mình có một cái cặp dây, nó đi vào một cái rắc. Ở đây tôi cắt rồi, vô một rắc. Thì nó có dây xanh, sọc trắng và một dây đen. Thì cái dây này á, là cái dây là thắng điện ha. Mọi người đấu hai cái dây này vào cái thắng của mình. Thì lúc đó là khi mà hai tiếp điểm này nó chập lại với nhau á,
thì cái thắng điện mình nó sẽ cắt cái motor ra và nó ghì cái motor lại ha. Nó cắt điện motor và nó ghì cái motor lại thì nhờ hai cọng dây này nha. Rồi mình có ba cọng dây ở trên này, nó có hai cái cặp nha, hai cặp màu dây nha, nó và nó đều có dây màu hồng nha. Đây mọi người nè, cái này là dây dây hồng, dây vàng, sọc xanh và dây đen. Ở bên này nó cũng có một cái bộ là dây hồng, dây xanh, sọc trắng và dây đen, đừng có lộn nha. Cái dây hồng, dây xanh và dây đen này á là nó lên cái tay ga. Tay ga thì mình cũng là ra dây đỏ, dây xanh và dây đen, thì dây đỏ đấu với dây hồng, dây xanh đấu với dây xanh và dây đen đấu với dây đen ha. Thì cái này á là ra cái tay ga của cái cùm của mình á, để mình vặn ga lên á, thì ba dây này ha. Còn lại thì còn lại những cái bộ dây còn lại nó cũng đấu với một cái rắc và nó màu đỏ nè, màu vàng sọc xanh và màu đen nha. Thì cái này á là nó đấu xuống cái bộ cảm biến chân đạp á. Cái bộ cảm biến chân đạp mọi người cũng mua về nó cũng sẽ ra ba cọng dây giống vậy luôn và giống màu luôn, là màu đỏ, màu đen và màu vàng. Thì hai cái này là cấp nguồn nè, còn cái này là ra cảm biến nè. Cảm biến của bộ chân đạp á, bạn cảm biến của bộ chân đạp á nha. Đó thì mọi người đừng có lộn giữa hai cặp dây này nha. Tuy là nó có màu hồng giống nhau nhưng mà nó chức năng nó khác nhau nha. Còn lại thì mình có một cái cặp mà nó có màu, đây nè. Cặp này nè, tôi cũng cắt cái rắc rồi, nó có một màu đỏ, màu xanh và màu xanh dương. Cho màu xanh dương ha. Màu đỏ, màu xanh và màu xanh dương ha. Thì cái này á là nó cho cái bộ điều khiển từ xa và cái bộ chống trộm. Thì khi mà mọi người mua cái bộ chống trộm về, nó cũng ra ba đầu dây giống vậy mà mình cắm vô đây là xong nha. Nhớ là nó có màu đỏ nè, mà hai cái màu xanh nè, màu xanh sọc đen và màu xanh dương trơn. Thì cái này là cho cái bộ chống trộm và bộ điều khiển từ xa cho xe đạp nha. Rồi ngoài ra thì nó còn cái cọng dây còn lại đây nè, cọng dây còn lại đây nè, màu vàng, màu xanh sọc vàng và màu đen. Thì cái bộ này là nó cấp nguồn cho tăng tốc và giảm tốc cho cái motor mình ha, tăng tốc và giảm tốc cho motor. Thì dây đen đấu với xanh và dây đen đấu với vàng. Thì lúc mà cái tiếp điểm của cái công tắc mình đấu công tắc mình có ba tiếp điểm á, thì mình đấu vào, ví dụ mình gạt lên mình quy định cho nó tăng tốc, thì dây màu xanh này đấu với dây màu đen này là tăng tốc, còn dây màu vàng đấu với màu đen là dây giảm tốc ha. Thì thông thường đó, mọi người không có dùng dây vàng, mọi người dùng hai cái dây này mọi người đấu ra công tắc nè, để khi mà mình bật công tắc và hai dây này chạm đến nhau, kiểu đó là motor tăng tốc ha. Thì nó tăng tốc được vài km trên giờ, nó cũng không nhiều lắm nha. Rồi còn lại như thế nào? Còn lại thì nó còn một cái cọng dây là cái cọng dây hiển thị tốc độ đây nè, có cọng dây vàng sọc xanh đây nè. Thì cái cọng dây này thông thường thì đồng hồ nó không có chức năng đó, cho nên mọi người không có xài. Nếu đồng hồ nó có thì mọi người đấu cái dây này vào đồng hồ thôi, còn đồng hồ không có thì thôi mình không có đấu ha. Đó là tổng quan của những cái dây điện mình giới thiệu cho các bạn để đấu cái bộ điều tốc đa năng này vào cái motor của Nhật ha. Thì mọi người đấu theo y chang vậy nha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người.